Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Vũ Chiến Channel nha. Hôm nay Vũ Chiến đang có mặt tại quận Bình Tân. Mình sẽ đi cùng với là chị Tưởng đi thăm bé Thư. Và sau khi thăm bé Thư xong thì cũng dành một chút thời gian để qua thăm lại cái hoàn cảnh là mẹ con bé Phước, để xem cái hoàn cảnh họ như thế nào, cái câu chuyện bây giờ họ như thế nào rồi. Đồng thời là trao cho cái khoản hỗ trợ mới nhất cho hai mẹ con để mà có tiền đi chữa bệnh ha. Ở đây mọi người, đây là chị Tưởng. Hồi sáng giờ chị Tưởng cũng đi với mình. Bây giờ mình vào mình thăm cái hoàn cảnh mà hai mẹ con mà bị ung thư chút nha chị Tưởng. Ở trong này. Ở này mở cửa là có nhà nè, sợ không có nhà lắm. Mỗi lần có nhà là đợi lâu rồi luôn. Tới rồi nha mọi người. Đây là có một cái mương nước không? Bây giờ mưa xuống ngập không ạ? Anh ơi. Có ai nhà không? Có. À chào chú. Có chị ở nhà không? Có. Chị Nga ở nhà ha? Có. Dạ. Mày ghé qua thăm mấy mẹ con. Đang ở trên gác hả? Ở đường nằm gác. Dạ. Đây này là dán mấy cái bảng này ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Dán khắp nhà luôn. Dán rồi xong rồi mở kinh kệ. Trời. Bữa nay là phải bịt vậy luôn hả chị? Chào chị. À chào chị nha. Mấy đứa nhỏ đó hết rồi. Nó ngủ không? Ừ vậy à. Ngủ à. Lên được không? Chứ lên thăm thì nó được không? Đang ngủ à, lên coi cho nó ngủ sao được không? Dạ. Nay là nó sưng to vậy rồi hả? Có vẻ là căng hơn mấy đợt trước rồi đó. Rồi bữa giờ có đi bệnh viện khám chưa chị? Có, yếu quá em vô nổi xuống bà chị thứ hai. Không vô nổi luôn hả? Yếu quá, thiếu máu, vô máu rồi. Cái về chờ ngày vô máu chơi, thứ ba vô máu thì xong cái em nằm giật luôn, không vô nổi. Người ta không cho nữa hả? Không cho... Mình vô không, mình yếu đau quá, không có đi được á. Thì là bây giờ là nó sưng to hơn mấy bữa trước nhiều vậy hả? Nó ăn nữa rồi. Ăn nữa ca, không có cắt được hả? Thì sẽ trị cái cắt để xài để chống tiêu thôi. Dạ. Mà yếu quá để mà em lên. Giờ là chị lấy cái bông á, chị đang dặm dặm vô ha. Dạ. Hay là nó sưng to vậy luôn rồi, không cần mở ra đâu. Băng lại ha, cho nó đỡ chảy mũ qua. Nó phải mũ dịch máu. Đó, hôm nay là coi như là chị Tưởng ngồi gì ta? Anh có xe phải không? Xe máy à? Dạ, xe cũng trả em chạy xe vậy mệt lắm rồi. Chiều anh xuống 280 anh Nhân Vương, em đưa lá về cho đắp. Đắp đầy ha, đắp, dám đắp không? Hồi xưa là có đắp rồi phải không? Đắp lá thuốc nam rồi. Nhưng mà cái tình trạng của chị Nga là bây giờ rất là nặng rồi. Trước đó là có đắp thuốc nam rồi nên là nó... Nói chung là cứ theo bác sĩ một cái thôi. Chứ đừng có làm nhiều cũng nguy hiểm lắm. Hôm nay là cũng chính thấy là khắp nơi là cái gì bản... Nam Mô là ai chỉ cho chị vậy? Ai chỉ cho chị dán cái này? Tự làm mình dán rồi. Chứ cái bản này là cũng ghi luôn ha. Mình ôm để mình đọc ha. Nó nhanh quá ha. Mấy lần trước là thấy còn nhỏ mà bây giờ là nó bự bằng cái đầu của mình luôn rồi á. Nó sưng ra không chị? Căng ra, căng viên kinh mới dây cho. Không phải. Ý là cái chỗ đó, cái mục đó. Nó to ra vậy à. Còn bên kia là không, bên kia là bình thường. Cái này nó căng hết rồi. Cũng có nhưng mà nó chưa có phát triển. Cũng có cục nhỏ chưa phát triển. Bây giờ có một cục nhỏ mới mặt rồi, cục nhỏ. Rồi mấy bữa giờ chị có ăn uống được gì không? Mấy bữa ăn được, có một chút ăn được luôn. Bữa giờ là không có vô hóa trị nữa là ăn được ha. Nãy giờ ăn gì rồi? Ăn cơm. Cái vô hóa trị vậy hả? Là nó cắt cho nó dứt điểm được hả? Không có trị gì đâu, tay đâu. Nhưng mà bây giờ là chị không có vào hóa trị được nữa, là bây giờ là nó cứ bự mít vậy hả? Sức khỏe hay lên trển hay sinh tại của chị. Tức có chị bỏ an toàn rồi. Yếu đi không được, đau quá. Chị nó ăn tới xương. Nói chung là giờ là hết cắt rồi, là chỉ còn là lấy kinh Phật
kinh Phật rồi bắt đầu mình dạy thôi chứ còn hết cách nữa ha. Chỉ còn cần cái sức khỏe mình đi chở nó có trị lại. Có trị bằng to vậy bao nhiêu tiền? Có bảo hiểm thì 3 triệu mấy 4 triệu. Nói chung là tiền thì nó cũng không nhiều lắm nhưng mà cái vấn đề là khi mà hóa trị thì nó cần sức khỏe ha. Cần sức khỏe. Bây giờ ai chỉ cho chị lấy cái tờ này áp cho? Hay là mình cùng đường rồi mình tự nghĩ vậy đó, ha. Đây cô chỉ coi cái tờ coi. Biết cái gì trên đó. Cũng ai Nam Mô A Di Đà Phật vậy ha. Rồi mình vừa áp vô rồi mình vừa tự niệm vậy á. Bữa giờ có đi chùa không? Mệt quá ha. Nói chung là bây giờ là chị Nga chị đuối quá rồi, bây giờ là không có cách nào nữa hết á, chỉ có vậy thôi, hy vọng là nó bớt đau ha. Sức khỏe không đi được, đau quá. Đi nó đau kiểu không nổi. Chị tưởng thấy sao? Bạn này thấy sao? Quá nặng rồi ha. À, bây giờ là chị Nga chị cũng điều trị hết cách rồi đó, thuốc nam có rồi phải không? Dạ. Rồi thuốc đi hóa trị rồi, đi thuốc tây cũng chữa rồi. Dạ. Rồi còn chữa gì nữa chưa, thuốc bắc chưa? Có luôn tùm lum à. Bắt đầu trước Tết là vẫn còn tóc ha, bình thường ấy mà lúc này vẫn còn nó đau thôi nhưng mà vẫn to quá chị lắm. Cái này là chị cạo hay là nó tự rụng hết luôn? Rụng cạo chứ nó rụng đi lớp lớp cầm nó rút xuống đi lớp. Dạ. Chị cạo luôn. Này cực quá. Vô to là nó rụng rồi. Vô to thế sao là đó tuần lễ nữa. Ừ. Bữa giờ ăn được một bữa mấy chén cơm? Bữa nữa nửa tô đó, hai bữa nay được nửa tô cơm. Nửa tô hả? Trưa nay nửa tô hả? Còn bữa là chén ăn hết. Rồi có bổ sung thêm cái gì không? Có ăn uống thêm cái gì không? Ăn cơm vậy đó. Mình chưa quá chuyện thì không dám bỏ ăn được bổ. Thì mình còn đồng hành ở đây là bổ cũng lớn lên rồi cũng to. Đúng rồi, ung thư đâu ăn được bổ được nhưng mà uống sữa được không? Có, sữa bất kiến cho nữa. Uống được không? Uống cái đó được không? Không ăn bò, không ăn cơm. Cháu bị gì? Con bị gì? Bị u, mổ sinh dở hết rồi, giờ uống thuốc bổ phì ra. À, bé Phước là bị cái khối u, cái gì mà u nó nhảy tùm lum á. Mà mỗi lần nó nhảy á là giống như là cái khối u vậy là nó nhảy trên đầu, mà trên cổ. Nó nhảy tùm lum, ví dụ nhảy trên mặt nó thích nhảy đây nhảy. Để đến lúc nào mà nó phì ra thì nó chảy mũ ra. Cái này dạ nó có rễ á, nó nhảy tùm lum. Dạ ha. À, nó mọc lum, có rễ á. Phước thì cũng uống từ đủ thứ bạn rồi nhưng mà đợt này đỡ chưa? Đỡ rồi. Hết không? Nó đỡ, không biết mặt nữa không, biết chỗ đỡ thì. Hôm nay, dạ. Đó vừa rồi có nạn, ngoại nạn nó ra nó được khoảng hai chai muối. Lại mới nặng nữa hả? Mới bị nữa đó, bị to phình lên đó vậy. Cái bữa trước mà ông Chín vào là thấy có hai cục đó là hai cục của giờ bể rồi ha. À, là đang xà xuống tới ngực. À, bữa là chú nặng cho cháu hả? Nặng cho nó thì còn khoảng ra hai chai, gần hai chai. Hai chai mũ xịt tinh á. Dữ hả? Nói là nó không có quá nguy hiểm gì tưởng, tại vì nhưng mà nó không có làm được. Nó cứ bị cái là nó hết. Nó hết nó giống như là một nhọt vậy đó, nhưng mà nó rất là to. Nó bằng cái nắm tay của mình á, và mỗi lần mà nặng ra là bằng cả chai xịt tinh mũ á. Và cứ hết chỗ này nó nhảy qua chỗ khác. Ví dụ mình bị một nhọt á là bị một khối nhỏ thôi đúng không? Thì đây nó bị quá trời lớn luôn, bị trên, mà nó bị tùm lum á, trên mặt, trên người, trên lưng, trên cổ nó thiết bị đâu nó bị. Rồi đầu nó bị từ ở má cổ đây xuống tới đụng. Dạ. To lắm. Là bữa là từ tay chú nặng cho cháu luôn ha. Thấy nó rồi nó mở miệng, nó có cái miệng có bắt đầu khui ra cái nó bực. Nó trào ra. Bực ra cái bắt đầu nặng luôn. Nặng chắc nó khóc dữ lắm hả? Không, nó cũng khá vỗ nó cũng quen rồi. Nó bị nhiều quá rồi nó lì. Thì nó quen rồi. Nó đi mà nhiều khi ngủ ông có nghe cháu khóc đau khóc. Có nha. Nó ngủ ban đêm nữa nó nhiều hậu nó nằm nó đau nó lăn qua lăn lại nó khóc.
Hello mọi người, thì hôm nay Út Chiến dành cái thời gian để mà qua thăm chị Nga và bé Phước. Nay là đang giờ chiều và bé Phước cũng đang ngủ nên là mình nói chuyện với Nga không thôi. Thì hôm nay Út Chiến nghe qua cũng trao ít tiền luôn ha, để chị Nga với lại có thêm cái kinh phí mà trang trải cái việc chữa trị cho mình nha. Thì đợt này tổng cộng là Út Chiến nhận giúp chị là 21,9 triệu đồng, còn có chị Nguyễn Trang 200.000 đồng, chị Nga ở nước ngoài gửi 6 triệu đồng, chị Lan ở Đài Loan và bạn bè là gửi 2 triệu đồng, chị Dương HG là gửi 200.000 đồng, chị Trâm Trần gửi 500.000 đồng, một chị Anh Danh gửi 3 triệu đồng, chị Linh Tô gửi 2 triệu đồng, chị Trần Thu Nguyệt gửi 5 triệu đồng, anh Nguyễn Đức gửi 3 triệu đồng, tổng cộng là 21,9 triệu đồng. Bây giờ là mình sẽ gửi cho chị ha. Này may quá có chị Tưởng đi, chị Tưởng đếm tiền. Chị Tưởng đếm tiền siêu nhanh. Dân buôn bán có khác. Bây giờ là gửi cho chị ha. Rồi chị xem xét nơi nào sức khỏe ổn định thì đi hóa trị. Tại Út Chiến nghĩ rằng cái này mà không phẫu thuật sớm là càng ngày nó càng hoại tử ra thì rất là nguy hiểm với tính mạng của chị nha. Rồi xem xét coi Phước á, khi nào có điều kiện thì đưa cháu đi khám tổng quát một lần nữa để xem cho nó ra đúng bệnh, là chữa cho nó dứt điểm, chứ còn cứ để mà nhảy mũ hoài cũng tội cho cháu, nó còn nhỏ quá mà nó bị cái căn bệnh quá là khủng khiếp ha. Thì cái đợt này là chị cũng đợt thứ bốn thứ năm, đợt này là đợt thứ năm của chị gửi cho chị nha. Thì giữ đúng để mà chữa bệnh, đừng có làm mất ha. Đây chị gửi cho chị tổng cộng là 21,9 triệu đồng. Cảm ơn chị. 9.000 là ở trong nước ngoài nước đỡ mẹ con em cũng cần nhiều. Cái phần này của chị Tưởng, thành là tiền này của chị thấy em như vậy thôi, chị cho em 1 triệu, có mua gì ăn mua. Mấy bữa giờ là ăn đâu có ăn được cái gì bỏ đâu, đúng không? Cơm là chị ăn với cái gì? Cơm thịt thường theo đó. Thì lì xì cho ngoại mua cà phê uống. Đây các bạn, thì hôm nay là Quốc Chiến với lại chị Tưởng cũng tranh thủ chút thời gian buổi trưa ha, ghé thăm chị chút xíu ha. À, chị Tưởng với muốn chia sẻ gì với chị không? Chị thì đến thì thấy nhà thì cũng nhà thuê, mà bệnh thì hai mẹ con. Thì nói chung là giờ chị Tưởng cũng chia sẻ thôi, giống như là động viên tinh thần thôi. Hai em ha, thì giờ em cũng ráng cố gắng là lạc quan lên để chống lại được căn bệnh mình, để sống lại với con ngày nào hay ngày nào. Cảm ơn chị. Thì cũng ăn uống vào nghe lời bác sĩ ha. Đó, phần tiền này cô chú anh chị thì cũng giúp cho em để em chữa trị bệnh cho em và con em. Đó, thì chị cũng có mấy lời vậy thôi, thì chị cũng chúc em là cầu mong cho em được nhiều sức khỏe là để mà chữa bệnh tiến tới nó tốt hơn. Tại sau đây em cũng cảm ơn mấy anh mấy chị rất nhiều. Chúc mấy anh mấy chị làm được nhiều sức khỏe và làm có thật là nhiều tiền, nhiều công việc được thuận lợi, để trích ra một ít tiền nhỏ nhỏ để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trường hợp giống như gia đình em này thì thấy một nhà một người bệnh rồi thêm lại 2 người. Vậy hả? Ê, là mấy bữa nay là bé nhỏ là được đi học rồi hả? Đi học 3 tháng, 3 chở đi, chiều 3 chở về. À, đi học ở đâu? Học ở đâu, của em cũng gần, nó cũng gần ở Tân Tạo đây, nhưng mà ở đây gần đây, nhưng mà đi cũng 6 cây số. Vậy là sáng là ông ba ông chạy chở xe ôm là ông chở đi học luôn á? Chiều em chở về. À, vậy cũng mừng ha các bạn. Mấy lần trước mà khi mà ông Chiến ghé qua đây thì hai anh em là cứ chạy lông nhâm chơi ngoài đường suốt ngày. Thì ông anh thì bị bệnh rồi, ông Phước bị bệnh thì ông nói rồi, em cũng tới tuổi đi học rồi. Hôm nay rất là mừng khi mà chị Nga thông báo với thông tin là đã được đến trường ha. Thì hy vọng rằng khi mà xin trường không được nữa, bây giờ xin học tư á. À, do quá tuổi hay sao? Không phải, tại vì quá thời gian rồi. Học lớp vô lớp 1 thì nghỉ lâu quá rồi, trường nó. Bây giờ là đang bước qua học kỳ 2 rồi mà đúng không? À. Nên là bây giờ là kiểu như học cho biết thôi, chứ năm sau là mới bắt đầu vào nó lớp 1.
thì điều đó cũng rất là đáng mừng khi mà anh chị đã chú tâm cho con đi học ha. Sau này con nó có cuộc sống tốt hơn, có kiến thức để mà học cái nghề ha. Ok, rất là mừng luôn các bạn.